Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Minecraft 1.19. Đây là một bản cập nhật hoàn toàn mới về chủ đề hoang dã, nơi thêm vào những cái sinh vật mới nè, quần xã mới và nghe đồn là còn có cả quái vật mới nữa cơ. Rất là khủng luôn. Nên bây giờ thì cùng mình tìm hiểu và khám phá ha. Nhưng mà mới vô thì cho mình lên đọt cây là thấy cũng không ok la lắm á nha. Thấy là hơi toang rồi đấy. Thôi, giờ sẵn tiện thì mình sẽ lấy gỗ rồi chúng ta sẽ bắt đầu cái công cuộc sinh tồn ngày đầu tiên thôi. Mới vào thì mình xuất hiện ở cái vùng rừng thì cũng tương đối thôi ha, không quá tốt. Nhưng mà mình chỉ lo là ở đây nó không có cừu thôi. Thường thì cái vùng này khá là ít gặp cừu luôn á. Mình nghi nghĩ xung quanh mình không thấy cừu luôn á. Toàn rồi, ngày đầu tiên mà không gặp cừu là hơi mệt á. Rồi, và mình đã lấy xong được một cái cây gỗ rừng rồi ha. Với số gỗ này thì mình sẽ bắt đầu chế tạo ra một cái cây cúp, cũng như là một cây rìu để mình có thể đi chặt cây thêm nè, với cả là đi lấy đá ha. Gần đây có hang hốc gì không? Hồi nãy mới vô map mình thấy hơi lắc lắc. Hình như là do bên đây nó bị cháy hay sao á. Ồ, chính xác rồi. Nó bị cháy ở chỗ này nè. Rụi cả đống lá cây luôn. Mầm cây rớt tùm lum nè. Nhưng mà ở đây nó không... What? Mình phát hiện gần chỗ mình có một cái tàn tích cổng địa ngục. Và cái biome mới luôn kìa. Cái quần xã mới. Ôi, được vậy ta. Qua bên đó lẹ mới được. Coi thử coi. Hên vậy. Mới vào thì chúng ta đã gặp được cái quần xã mới rồi. Thích nha. Cái này là cái quần xã đầm lầy đước thì phải. Mấy cái cây trong quần xã này là mấy cây đước ấy. Xịn vậy, để mình vô mình lấy gỗ thử xem. Đây còn có cái này là cái rễ cây đước hay gì nè. Chính xác rồi, rễ của nó nè. Wow, hay gì ta. Còn đây là cây đước đúng không? Đâu cây đước đâu? Sao rễ nó không vậy? Rễ nó khá là cao luôn á. Ở đây còn có cái gì nữa nè. Đây là chòi cây đước á. Wow. Thì ra đây là những cái chòi của nó chăng? Nhưng mà những cái chòi bự thì mình mới lấy được, còn chòi nhỏ thì mình không lấy được nha. Được quá ta. Mà tiếc là cái chỗ đầm lầy đước này thì nó toàn là bùn không hay sao nè. Nó toàn sình bùn thôi. Đây, mình thấy cái cây rồi. Mình sẽ chặt cái cây. Cái màu gỗ kìa. Đỏ lừ luôn. Gỗ này xây nhà chắc cũng đẹp lắm đây. Được quá ta. Chắc mình phải lấy một mớ để xí nữa. Mình sẽ xây nhà bằng cái gỗ này ha. Và trong cái quần xã này thì còn có một cái sinh vật mới được thêm vào nữa. Đó là những chú ếch. Mình sẽ đi tìm thử coi chỗ này có những chú ếch hay không ha. Hấp dẫn gì nhờ. Hên thiệt sự, không ngờ mới vào chúng ta gặp luôn cái quần xã mới của phiên bản này luôn ạ. Đây có heo nè. Lại có thêm thức ăn rồi. Sẵn tiện qua đây mình kiếm cừu luôn ha. Để mình lấy len cừu rồi chúng ta làm cái giường nữa. Phải gắng sống sót qua ngày đầu tiên mới được. Và đây. Đây là những chú ếch nè. Trời ơi, nhìn cái đùi tôi đụng luôn. Trời ơi, ếch này nấu cháo là hết sảy luôn á. Ếch này ú ì luôn nè. Nhưng mà có vẻ là ếch trong đây không có thịt á, nên mình cũng không có giết làm gì đâu. Ok, được á. Vậy là chúng ta đã gặp được một vài thứ mới trong phiên bản này rồi. Quá tuyệt vời á. Khởi đầu có vẻ may mắn đó. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tìm cừu coi. Cái vùng này không có cừu luôn rồi. Không có cừu thiệt. Có ngựa, heo, gà đâu nè. Có lừa nữa. Mà không có cừu. Xu vậy. Nếu mà không có cừu thì thôi mình sẽ bắt đầu lấy đá đi ha. Kệ cừu xíu mình tìm sao cũng được. Giờ mình lấy đá mình nâng cấp lên dụng cụ bằng đá. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm sắt đồ các thứ. Khởi đầu mình phải gán
cho nó suôn sẻ trơn tru một tí ha. Rồi từ từ về sau mình sẽ dễ thở hơn á. Đây đây đây, có đá luôn nè. Mình sẽ làm liền một cây cúp đá. Xong. Sau đó thì lấy thêm một ít đá nữa để chúng ta làm được cái lò nung luôn ha. Một xíu có sắt thì mình còn nung ra nữa. Nhưng mà ở dưới có vẻ là nó có một cái nhung nham hay sao mà mình thấy nó phát sáng cơ. Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một trò chơi tô màu theo số hoàn toàn miễn phí, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng, rèn luyện sự tinh mắt và tỉ mỉ luôn. Đó chính là Color Time. Đừng lo nếu bạn là một người không có năng khiếu về mỹ thuật hay là kỹ năng phối màu. Color Time sẽ giúp chúng ta hoàn thành hàng nghìn bức tranh một cách dễ dàng. Màu sắc thì sắc nét và cực chất lượng luôn. Công việc của bạn đơn giản chỉ là chọn lựa ra bức tranh mà các bạn yêu thích. Sau đó tô màu theo số được đánh dấu theo từng vùng và bảng màu hướng dẫn. Cực dễ và còn thư giãn khi mà nhìn bức tranh khi mà mình tô á, còn có nhạc đi kèm cơ. Vừa tô màu và vừa chill luôn. Sau khi hoàn thành những cái tác phẩm thì chúng ta có thể sử dụng chính cái bức tranh mà các bạn vừa tô để làm hình nền điện thoại nè, hoặc là ký gửi rồi sau đó gửi tặng cho bạn bè cùng chiêm ngưỡng ha. Hành trình màu sắc là nơi lý tưởng để cho những ai thích cày cuốc và đua tớp. Hãy tô màu một cách chính xác và hoàn thành những bức tranh trong thời gian ngắn nhất để đạt được 3 sao và cạnh tranh với những cái đối thủ trên bảng xếp hạng nha. Với hàng nghìn bức tranh, đa dạng mỗi chủ đề và luôn cập nhật mỗi ngày, Color Time sẽ giúp các bạn thư giãn và biết đâu lại có thêm nhiều tranh để làm hình nền điện thoại xịn sò thì sao. Link tại app mình có để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận. Trải nghiệm cùng mình và đừng quên đánh giá 5 sao nhé các bạn. Ô, nó không phải gần nhung nham mà là những cái này nè. Ồ, mấy cọng dây đó nó phát sáng ha. Ôi, ở dưới sâu thế. Ôi, 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 con sương nó bắn mình. No, 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 no. Ouch, ouch. Bình tĩnh nào. Ôi, con sương nó hơi ẩu rồi đó. Ây, ui. Ui, ui, ui. Oh my god. Mới vào thôi mà con sương nó định đoạt mạng mình rồi. Con sương khốn kiếp. Giờ mình phải đi tìm một cái góc nào đó để mình nấu đồ ăn thôi. Ở đây mình sẽ nấu đồ ăn lên. Đừng con nào manh động nha, đừng con nào manh động nha. Bình tĩnh, tiện đâu còn có đó nào. Trời đất ơi. Nguy hiểm thiệt chứ. Mới vào là thấy khó khăn rồi. Nhớ mặt con sương nha. Mình ghim nó rồi đó. Mình sẽ trả thù. Rồi giờ thì ăn mới có sức trả thù nè. Có sắt. Với lại có sức đào sắt nữa. Ở đây mình gặp cái mỏ sắt quá trời to nè. Hợp lý luôn. Vậy là bây giờ mình có thể làm được cúp sắt rồi. Sau đó một xíu đi tìm kim cương và đào kim cương rồi. Nhưng mà vấn đề đây là mình hết thức ăn mất rồi. Căng thiệt chứ. Ồ, trên đầu mình còn sắt nữa. Ok. Được. Hy vọng là đủ để mình làm một bộ giáp sắt luôn càng tốt ha. Hoặc ít ra làm được cái khiên để mình có thể chống cự lại với cái con xương trong thời gian này đi. Chứ nó mạnh hơn so với mình quá nhiều rồi. Mình sẽ làm thêm một cái lò để mình nung thêm sắt cho nó nhanh hơn. Rồi bây giờ mình có thể làm được cái khiên rồi nè. Một xíu gặp con sương rồi mình thấy bèm nó luôn. Không có ngán nó đâu. Đây một cái khiên. Tăng độ tự tin liền. Với cả một cái xô á. Mình nghĩ bây giờ mình cần một cái xô nước hơn thể luôn. Để một tí mình nhỡ có lọt xuống dung nham thì còn sống được ha. Và thêm một cái cây cúp sắt. Rồi dụng cụ mình đã tương đối ổn rồi đó. Giờ thì số sắt còn lại thì chắc mình sẽ đầu tư để làm một cái áo giáp là vừa. Ngươi sẽ trả giá vì những hành động láo tét của ngươi thôi, Sương à. Đâu rồi? À, ngươi đây, ngươi đây. Như thế nào? Hồi nãy bắn ta đúng không? Dám dí theo bắn mình nữa chứ. Còn con này nữa. Anh em xương máu à? Anh em xương máu nè. Có khiên cái là khác bọt ngay. Giờ mình sẽ tranh thủ lấy thêm sắt ha. Phía dưới có vẻ là một cái khu mỏ kìa. Đúng rồi, chính xác là một khu mỏ rồi ha. Cơ hội để mình kiếm thêm đây. Xuống luôn. Đây rồi, những cục than đầu tiên ha. Đấy, có than là có thể làm đuốc rồi. Nãy giờ hơi thiếu ánh sáng nha. Trời, có đuốc luôn. Đấy, sáng sủa hơn liền. Trời đất ơi. Nãy giờ chiến đấu trong bóng tối. Hơi bị gung luôn. Giờ mình sẽ lấy sạch số than này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái khu mỏ để tìm hiểu xem coi trong khu mỏ đó có những gì. Biết đâu bất ngờ, nhiều khi ở dưới đó cả đống kim cương đang đợi mình đó. Vì mình hết thức ăn á, nên bây giờ mình phải lên trên để mình săn thêm một ít thịt gà nè. Để làm lương thực dự trữ rồi chúng ta mới tiếp tục trở lại cái khu mỏ và khám phá nó ha. Nhưng mà vẫn không gặp cù nha. Ủa, cái vùng này, cù hiếm tới vậy sao? Này vắng tanh luôn. Ồ, mà đằng kia có thanh niên Enderman kìa.
qua mình cà khịa thứ coi. Ui hơi căng thẳng nha, gặp ai chứ gặp Enderman là cẩn thận nha, lớn ngớ là anh tiễn mình Enseri sớm trong ngày đầu tiên luôn á. Ủa đâu rồi? Hả? Ui rén liền, nghe nói mình qua thịt cái rén liền. Ok, mình cũng được 4 cái đùi gà nè. Chắc cũng đủ để mình đi một chuyến khám phá khu mỏ rồi. Và để chắc cú hơn thì mình còn nung thêm một ít sắt để chúng ta chế tạo thêm một bộ giáp ha. Đây, mình sẽ làm cho full bộ giáp luôn, bao gồm một cái quần, một cái nón và một cái đôi ổn nữa. Đây, giờ là full giáp rồi đó. Tăng độ tự tin luôn nha. Và thịt gà cũng nấu gần xong rồi nè. Xong. Giờ thì chúng ta lên đường và bước vào khu mỏ thôi. Đủ sự tự tin rồi. Ui. Ai. Cho. Hết tự tin rồi, hết tự tin rồi. Vừa mới gáy luôn cái con xương đâu từ trên nó nhảy xuống á. Ui hơi bị giật mình đó nha. Rồi ok, không sao, mọi thứ đều ổn. Dạ. Ôi. Hồi nãy mình lại quên lấy một thứ quan trọng rồi, đó là gỗ. À đây, có gỗ luôn. Mình sẽ lấy thêm ít gỗ để làm đuốc nha. 50 cây đuốc là chắc dư sức rồi ha. Vô, lên đường. Khu mỏ này có gì nào? Ồ, một cái xe mỏ chưa rương. Và xe mỏ này cho mình 2 kim cương. Ồ, biết ngay mà, mình đã có linh cảm rồi. Được nha. Khởi đầu với 2 viên kim cương trong khu mỏ là thấy may mắn rồi đó. Bên đây thì không đi được tại vì nó là mạng nhện. Ồ, có cách. Mình sẽ làm một cây kiếm đi. Được á. Mình đi quét mạng nhện ha. Mấy cái mạng nhện này chắc để lâu rồi. Quét mạng nhện mới được. Sẵn tiện có chỉ để dùng luôn. Rồi bước qua đây coi. Mà cẩn thận nha. Ê. Có chừng. Con nhện này nó đánh là giật độc luôn á. Ui vừa mới nói. Rồi xong rồi. 13 giây. Trời đất ơi. Khâu xong. Mới ăn hồi cho đầy máu. Bây giờ nó cắn cái đi thì tông hết nguyên cái thanh máu của mình rồi. Ghét thế nhờ. Ui con xương. Ê nè. Bây giờ mà nó gặp mình, nó bắn mình một cái là chúng ta chấm dứt cuộc hành trình ở đây luôn á. Mình không muốn như vậy đâu. Phải cẩn thận nha. Mình muốn đi tiếp để chúng ta khám phá cho xong cái khu mỏ này. Tại vì mình cảm giác nó sẽ khá là may mắn đây. Ồ. Mình tới một cái chỗ nó rộng hơn rồi nè. Uầy. Ở dưới này siêu rộng luôn. Rộng như vậy thì chắc dễ gặp kim cương lắm. Phải xuống thử mới được. Ui nhưng mà dưới này nhiều quái quá. Quá trời quái luôn á. Trời. Căng vậy. Oh no. Bình tĩnh. Chiến đi mai này hơi bất ổn nha. Ừ mình cho nó xuống dưới. Dưới dùng nham cho luôn. Đi xuống dưới. Oh man. Còn 2 cái đùi gà cuối cùng thôi. Chắc chiêu nha. Giờ sắt thì mình tạm thời bỏ qua cũng được. Mình lo mình khám phá ở dưới trước đi. Coi có kim cương không. Ủa sao vậy? Trống tên vậy? Không có kim cương gì trơn vậy? Kỳ vậy ta? Có gì đó không đúng ở đây rồi. Bèo gì cũng phải cho một vài quặng kim cương chứ. Đằng này không có quặng nào luôn. Trời Phật ơi. Chuyến đi này thất thu rồi. Bị đánh sắp mặt mà không có lấy được thêm kim cương mang về rồi. Đây rồi. Mình thấy rồi. Quặng kim cương đầu tiên mình tìm được. Chưa để thắp đuốc xung quanh cho nó đảm bảo an toàn cái đó. Hơi nguy hiểm á. Chưa từ. Để mình thịt con xương này cái đó. Đây không phải là con zombie đâu. Đây là những miếng thịt zombie của mình đấy. Cũng lấy thức ăn nào. Hết thức ăn rồi. Đúng rồi, gửi thịt ra đi. Lấy thịt nó. Giờ đói là mình nhìn ra miếng thịt rồi chứ mình hết nhìn ra con zombie rồi. Đấy, có thịt. Thịt zombie ăn đỡ đói cũng được. Rồi, và cái này có mấy quặng?
Gì có một quặng vậy? Trời đất ơi, bèo như cái bánh xèo luôn. Quặng đầu tiên mình tìm được chỉ có đúng duy nhất là một viên thôi. Hơi xu rồi. Ở đây còn quặng nào khác không? Đi tìm thử coi. Trời, xương nó bắn mình kìa. Nè. Trời nó bắn mình. Quá trời quá đất bắn. Ouch. Quá trời nó dí mình rồi. Kệ, nhịn xíu đi, không sao đâu. Ở chỗ này mình thấy nó rộng quá nè, nhưng mà cũng không có. Ê, có. Ở tiết ở trên nó có một quặng kìa. Được đó nha. Mình sẽ lên đó để mình lấy cái quặng kim cương ha. Giờ thì đi lấy kim cương cái đã. Đâu rồi ta? Đây. Bị xương nó bắn nhiều nên hơi chuyến nha. Tác hại của việc bị xương bắn quá nhiều đó. Một viên. Ơ, lại một à? Ôi không. Ê, bên kia còn nữa kìa. Không sao, còn cơ hội. Rồi, giờ thì lấy thịt nè. Bữa tối của mình á. Ây da, sao con xương bắn hoài vậy? Rồi luôn, không có miếng thịt nào luôn tại con xương này không á. Đi xuống dưới mình chơi. Khốn kiếp con xương thiệt. Rồi mình sẽ lấy cây cung của nó luôn. Tịch thu vũ khí ha. Đây rồi, một quặng kim cương tiếp theo. Để xem lần này sẽ cho mình mấy viên đây. Mình mong là nhiều hơn một nha. Nhiều đi hơn đi. Trời ơi, sao nó tức cái lồng ngực á. Trời ơi, tìm được kim cương. Cái này là vừa đấm vừa xoa nè. Cho kim cương nhưng mà cho kiểu chọc tức. Cho lần có một quặng thôi. Cày thế không biết. Ở đây quá trời thịt zombie cho mình luôn nè. Nhưng mà thôi, chắc mình đi lên luôn, mình không ở đây nữa đâu. Nay xui quá à. Nhưng mà bây giờ mình phải đối mặt với cái vấn đề tiếp theo. Đó chính là tìm một cái giường để ngủ qua đêm. Ở vùng đầm lầy thì gần như mình đi nãy giờ không gặp bất kỳ một cái con cừu nào luôn á. Ánh sáng của hy vọng kia rồi. Cuối cùng thì mình cũng gặp được một làng. Bên cạnh đó còn gặp rất là nhiều cừu nữa. Thiệt luôn á. Nhưng mà chắc giờ mình vô trong làng mình ngủ ké đi. Giờ gấp lắm rồi. Ngủ giấc trước đi ha. Giữ cái thuyền lại để đánh dấu hướng có gì mình trở lại. Cái nhà này có ai ngủ không? Có ai ngủ không? Cho vô ngủ ké quá. Ui, làm gì có giường đâu mà ngủ. Oh no. Giờ lấy thêm kiện rơm nữa. Thức ăn. Đây là nơi vừa có nơi ở và vừa có thức ăn cho mình luôn. Quá đã. Nhưng mà nhà dân làng hơi ít nhờ. Có một cái vậy. Ủa, cái làng gì mà có đúng một cái nhà của thợ rèn thôi à? Ủa, có người sắt nè. Ui trời, ban đêm có bé dân làng đi làm ruộng nữa. Không đi ngủ đi. Trời ơi, hàng duyên tâm sự gì ban đêm. Đi ngủ đi. Không ngủ thì tôi đi ngủ. Để mình kiếm cái giường mình ngủ cái đã. Trên này có không? Đây, có giường, có nhà nè. Chắc nhà này sẽ có giường thôi. Nhà này cũng không. Ủa? Nhà này. Nhà này cũng không. What the? Ui, nhà này có giường không vậy? Ui, tính ra nãy giờ nếu mà mình đi lấy lên cùi thì nhiều khi mình ngủ mất tiêu rồi đó. Đây rồi. Cuối cùng cũng được ngủ một giấc cho nó ngon rồi. Trời Phật. Trời sáng cái có vẻ là thoải mái hơn rồi nè. Ê, ở đây nó còn có một cái tàn tích cổng đường ngột. Mình sẽ qua đây để mình lấy một khối vàng á. Với cả coi trong rương này có đồ gì không, mình lấy luôn. Hai trái táo vàng. Ok la. Hát diệm thạch hả? Không lấy cũng được. Giờ thì trước mắt là đi lấy khối vàng trước. Tí nữa là xong luôn rồi. Cái gì vậy ta? Sao hôm nay đúng bất ổn luôn á. Xui đủ điều luôn. Khởi đầu hơi bất ổn nha. Rồi lấy khối vàng trước đây. Yes. Giờ thì chắc
mình sẽ quay trở lại cái cánh rừng. À nhưng mà trước tiên thì để mình đi chuẩn bị thiệt là nhiều đồ ăn đi cái đã. Nãy giờ mình thiếu thức ăn quá. Mình sẽ vô làng mình lấy thật là nhiều những cái kiện rơm á, để chúng ta làm những cái ổ bánh mì nè, ăn cho đỡ đói mới được. Chứ đang làm việc hoặc là đang đi khám phá mà nó bị đói thì cũng khá là khó chịu ha. What? Ơ? Ở đâu ra vậy? Đâu ra cục đất free vậy? Bỏ túi luôn. Được thật sự ấy chứ, anh Golem này được việc này. Rồi dưới đây có kiện rơm nè. Ủa cái làng này cũng nghèo kiện rơm nữa. Cái gì cũng bất ổn với ta. Phía sau này là dân làng thương nhân. Ồ à, bán cho mình bóng chất nhờn nè. Ồ phải chi mình có ngọc lục bảo mình mua rồi. Mình thiếu bóng chất nhờn lắm luôn á. Nhưng mà không sao đâu. Cái chỗ mình ở là gần cái vùng đầm lầy mà. Đầm lầy cây đước thì chắc cũng có slime các thứ rồi thôi. Mình hy vọng là buổi tối may mắn nào đó mình sẽ săn được slime để làm mấy cọng dây giống như cái bác dân làng thương nhân đó ha. Rồi giờ thì lấy thêm than nè. Đừng như hồi nãy. Tới lúc cần thì mới đi tìm than thì hơi cực á. Cái chỗ đầm lầy này mà tính ra có thêm một tí ánh sáng các thứ. Nhìn cũng đẹp phết ấy nhờ. Cũng được ấy. Hay là bây giờ mình sẽ lấy gỗ và làm một cái căn nhà ở vùng đầm lầy để chúng ta định cư ha. Chứ bây giờ mình cứ đi lông nhông như vậy thì cũng không phải là một ý kiến hay đâu. Mình sẽ chặt một mớ gỗ cây đước để chúng ta làm vật liệu xây dựng thôi. Mình nghĩ đấy là loại gỗ mới và cũng khá là đẹp để chúng ta có thể làm ngôi nhà á. Phiên bản mới này nó cũng có một cái khá là hay á. Đó chính là cái thuyền bây giờ mình có thể chứa được rương nữa cơ. Mình sẽ làm một cái rương bằng gỗ cây đước luôn. Mình sẽ cho vô đây. Ủa cho vô kiểu gì ta? Ủa cho vô kiểu gì nhờ? Mình chưa biết cách cho vô cái... Ủa hay là phải cho vô bàn chế tạo luôn? Phải không? Như vậy. À, mình phải cho vô bàn chế tạo nha. Hay. Đó, và bây giờ cái thuyền nó có thể chứa rương và mình có thể cất đồ vô đây, nó khá là gọn gàng ha. Cũng hợp lý phết. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục lấy thêm một ít gỗ cây đước nữa con. Tại vì xây cái nhà mà có vài gỗ thì cũng chưa có đủ đâu. Lúc đầu á là mình định xây cái nhà nó hướng về phía cái ngọn đồi này cơ. Nhưng mà mình thấy nó không đẹp lắm. Thế nên mình đã đổi ý định rồi ha. Mình sẽ xây cái mặt tiền ngôi nhà hướng về phía cái vùng đầm lầy cây đước nè. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu xây cái phần sàn cho ngôi nhà này thôi. Cái này giống như nhà sàn ở Việt Nam vậy á. Nó sẽ có những cây cột ở dưới nước giống như vậy ha. Mình dùng cái màu gỗ tự nhiên của cây đước luôn á. Ok, dùng vậy luôn đi, chắc không sao đâu. Rồi sau đó mình sẽ nối ngang để nó tạo thành một cái mặt phẳng giống như vậy nè. Rồi sau đó phía giữa thì mình ốp bằng gỗ thôi. Để mình thử mình đổi cái này rồi mình ốp vô thử xem coi có đẹp hay không á. Màu gỗ thì cũng tương đối đẹp á. Được nha. Cây đước này xây nhà đẹp nè. Lúc đầu thì định xây một khoảng nhỏ bên kia thôi. Nhưng mà sau một lúc thì mình thấy cái phần sàn nhà nó hơi bé ấy. Nên mình mở rộng qua bên đây ha. Cái này thì chắc mình sẽ dùng nó ở một cái mục đích khác thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần nhà chính nè. Nhà chính thì mình sẽ dùng cột bằng cây đước luôn ha. Mình sẽ cho nó lên cỡ 4 ô đi. Sau đó thì mình sẽ nối ngang tất cả các cây cột lại với nhau ha. Đấy, vậy là chúng ta sẽ được cái phần khung của ngôi nhà rồi. Cái phần bên kia chắc đủ rộng để mình làm chỗ câu cá luôn á. Hợp lý á ta. Nhưng mà cái màu như vậy thì nó sẽ khá là kiểu đồng bộ với cái màu cái cột ở dưới nước á. Nên mình sẽ cạo vỏ của nó đi. Wow, cái màu gỗ cây đước mà khi cạo vỏ đẹp cực. Nhìn nó sang xịn mịn hơn liền ha. Trời, cạo dữ quá, lọt xuống xuống mặt nước luôn rồi. Tiếp theo thì mình sẽ xác định cửa ra vào nè. Mặt tiền là mình sẽ hướng về phía bên này. Nên là cửa đi chắc mình sẽ đặt ở bên hông đi ha. Mình sẽ đặt cửa đi bên hông như vậy đi. Coi có ok la chưa. Có vẻ là cũng tương đối rồi đó. Ok, mình sẽ làm một cái cửa đôi ở đây luôn ha. Nhà nhỏ nhưng mà mình sẽ dùng cửa đôi luôn. Đi, nhìn cho nó rộng rãi.
Rồi bên hông thì chắc mình sẽ ốp hết bằng cái phần thân gỗ đước luôn á. Đây, ốp hết vô. Rồi một tí mình sẽ chia cửa sổ sao. Mình sẽ dùng một cái cửa ra vào thôi. Lúc đầu thì mình định làm thêm một cái cửa ở đây nữa nè, nhưng mà nó sẽ hơi nhiều cửa. Nhà nhỏ mà nhiều cửa thì kỳ lắm. Rồi, sơ bộ là sẽ như vậy ha. Nó hơi bị nhiều cửa sổ luôn, ngắm xung quanh cho nó dễ. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần mái đi ha. Ồ, nãy giờ mình quên chuẩn bị nguyên vật liệu làm phần mái nhà mất rồi. Ôi lỡ rồi, giờ thì mình sẽ làm cái khung của phần mái trước đi ha. Rồi, một tí mình đi làm... Ủa, mình đi lấy nguyên vật liệu làm mái sao cũng được. Tại vì ở đây nó không có cái lộ gỗ mà mình muốn làm phần mái ấy. Ồ, cũng hơi khó. Mình cũng gán tìm lộ gỗ mà mình làm mái đó, đó chính là gỗ sồi sẫm cơ. Nhưng mà gần đây thì không có bất kỳ một cái cánh rừng gỗ sồi sẫm nào luôn. Thôi thì mình sẽ dùng tạm cái đá này đi ha. Đá cuội bản sâu nè. Cái này màu nó cũng tối tối, chắc làm cái viền mái cũng ok thôi. Lấy nhiều nhiều xíu luôn. Rồi và bây giờ thì mình xây cái phần mái nó cũng đơn giản thôi á. Mái ngang. Đây là kiểu mái mà mình khá là thích xây luôn á. Kiểu vừa đơn giản mà vừa đẹp á. Và sau khi xong cái phần viền của mái thì phần mái sẽ trông như vậy ha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu lên và lợp phần mái thôi. Chắc mình sẽ sử dụng luôn cái ván gỗ đước ha, để mình cho nó đồng bộ cái phần mái luôn. Sau khi hoàn thành phần mái thì ngôi nhà mình sẽ trông như vậy ha. Giờ thì chỉ cần ốp kính vào nè, rồi trang trí sơ sơ thì ngôi nhà của mình đã hoàn thành rồi. Lúc đầu là mình định làm cái cửa bằng cái gỗ cây đước này luôn cơ. Nhưng mà cái nhà mình toàn gỗ đước rồi, nên bây giờ mình làm cái cửa bằng gỗ sồi đi ha. Nhìn cho nó khác biệt với lại làm nổi cái cửa lên một tí. Rồi, như vậy thì sơ qua mình đã xong cái công đoạn làm ra cái căn nhà khởi đầu cho mình rồi. Nhà này thì nó không được rộng cho lắm, nhưng mà mình nghĩ nó sẽ khá là tiện lợi cho mình trong cái việc sinh tồn trong thời gian sắp tới ha. Bé bé xinh xinh là được. Mà tiếc quá, phải gần nhà mình có ít thì hay biết mấy. Sau khi mà xây xong thì mình cũng có đi lòng vòng ban đêm các thứ, mình đi bắt ếch á. Nhưng mà hơi xui không có gặp bé ếch nào hết. Nên là chắc sắp tới phải có một buổi mình đi bắt ếch vậy ha. Biết đâu mình lại có được nguyên một cái chỗ nuôi ếch siêu to khổng lồ thì sao. Và dưới này là những con cá gì đây? Mình thấy nó lội ở dưới cái chỗ mình xây nhà hoài luôn. Ủa? What? Bây giờ cá nhiệt đới xuất hiện ở cả vùng đầm lầy rồi á. Trời ơi, rất là nhiều. Rất là nhiều là đằng khác luôn. Đây còn con khác nè. Cá này lạ vậy. Bắt thử coi. Cá cớp. Cá cớp. Đã vậy. Cá này cá mới hay sao nè. Ồ, cái màu khá là lạ á. Ê, bắt lại. Không, cho chạy. Lạ là bắt liền. Càng lạ là mình phải bắt á. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay nói chung khởi đầu nó cũng không quá là thuận lợi đâu. Vì lúc đầu á mình khá là chật vật để có thể sở hữu được những cái quặng khoáng sản đầu tiên nè. Nhưng mà may mắn quá là hôm nay thì ít ra mình cũng có được 5 viên kim cương đầu tiên nha. Và một ít loại khoáng sản đủ để mình dùng trong một thời gian ngắn thôi. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm được nhiều khoáng sản hơn sau khi đã có được một cái nơi ở ổn định rồi. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên này. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái ngày sinh tồn kế tiếp trong thế giới Minecraft 1.19 mới mẻ này. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.